nhân dân cả nước ta hãy bình tâm cùng nhau chống dịch bất kể xa gần, cùng nhau bình tĩnh củng cố tinh thần, chống dịch chống giặc ta càng quyết tâm, đảng và nhà nước cùng với toàn dân vào trận thắng lợi muôn phần. Chúng dân đi chung ý lòng, nhân dân ta cả nước bình tâm, chung sức chung ý lòng, trên khắp non sông đồng tâm nhất trí. Covid sợ gì ta sẽ đập tan, mong mọi người chưa có hoan nghỉ mang. Trong khối trong mỹ làng, nhân dân ta cố gắng đeo khẩu trang, trong phố trong mỹ làng sạch sẽ phong quang, vệ sinh nơi ở phối hợp nhịp nhàng, không phút chủ quan cho giặc Covid không thể lây. Quyết chí vững nghĩa, nhân dân cả nước ta ơi, như lửa thử đi bàn, dịch xa lắm năm xưa chúng ta diệt hết, Covid bây giờ ta chẳng xa chi, mong mọi người chấp hành nghiêm chỉnh đúng nội quy. Ngày gì hỡi ai nhiễm Covid, chờ tối ngày gì nghiêm chỉnh cách ly, tích cực điều trị, ghi nhớ những gì bác sĩ đưa ra rằng Covid này nó phải thôi ta. Lưu ý mọi nhà, bảo vệ con cháu chúng ta với khách mọi nhà, giữ vệ sinh chung phòng ngừa dịch bệnh, không không thể theo của kẻ xấu hoang tin, luôn nghe đài đọc báo để nắm chắc